Chào các em, cô Kỳ Anh lại tiếp tục đồng hành cùng các em trong chương trình ngữ văn lớp 12 bộ sách Chân trời sáng tạo. Và tiếp nối cái buổi ôn tập giữa học kỳ 1 buổi lần trước là chúng ta ôn tập về lý thuyết, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang các bài tập thực hành và để luyện tập những cái kỹ năng về việc làm bài đọc và bài viết trong các cái dạng đề cũng như là các cái thể loại mà chúng ta vừa ôn tập ở chương 1, chương 2 phần lý thuyết buổi trước. Thì trong cái buổi này ngày hôm nay thì cô đã chuẩn bị hai bài đọc là hai bài thơ. Đó, hai bài đọc là hai bài thơ để chúng ta hiểu rõ hơn về phong cách thơ cổ điển và thơ lãng mạn. Còn văn bản truyện thì có thể là cô sẽ gửi thêm cái bài tập để cho các em có thể đọc thêm nhé các bạn nhé. Bởi vì là trích dẫn cái văn bản truyện trên slide mà chữa thì nó sẽ tương đối là dài. Vì thế là các bạn sẽ nhận bài tập và các bạn làm và các bạn gửi lại cho cô để chữa. Và khi mà làm truyện thì các bạn cũng sẽ có nhiều thời gian hơn để các bạn có thể đọc mà các cái sự kiện ở trong truyện. Và cô sẽ chữa hai thể loại bài viết, một là bài so sánh đánh giá hai tác phẩm thơ, và thứ hai là một cái bài viết bàn luận về một vấn đề liên quan tới tuổi trẻ. Mà cô nghĩ rằng là cô tin chắc rằng là cái đề bài ngày hôm nay sẽ rất là hứng thú đối với các em. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đây là những cái nội dung chính mà tiết học ngày hôm nay chúng ta sẽ đi qua: đọc hiểu tác phẩm thơ theo thể loại, thực hành viết bài nghị luận so sánh đánh giá hai tác phẩm thơ, và thực hành viết bài nghị luận bàn về một vấn đề tuổi trẻ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với bài đọc hiểu số 1. Bài đọc hiểu số 1 có tên gọi là Điểu Minh Giản, dịch ra là Khe Chim Kêu của Vương Duy. Thì một số thông tin về tác giả Vương Duy thì đây là một tác giả thời Đường và được coi được người đời gọi là thi Phật, bởi vì là cái phong cách thơ của ông ấy thì hướng về cái cảnh thiên nhiên, về cái trường phái gọi là thiền tịnh. Đó, thì cô sẽ gửi cái đề bài thì các bạn sẽ đọc kỹ hơn về tác giả Vương Duy ở trong đó nhá. Thì trong này thì cô cũng bản phiên âm và bản dịch nghĩa. Cái bài thơ này thì nó cũng đọc thì nghe có vẻ đơn giản, nhưng mà tí nữa chúng ta xem là nếu với một cái bài thơ như này thì cái câu hỏi đọc hiểu tiếp cận về thể loại thì người ta có thể hỏi chúng ta những cái gì. Nhân nhàn quế hoa lạc, dạ tĩnh xuân sơn không, nguyệt xuất kinh sơn điểu, thời minh tại giản trung. Thì có cái phần dịch nghĩa thì cô cũng đã dịch luôn cho các bạn ở đây rồi. Người nhàn hoa quế rụng, đêm yên tĩnh non xuân vắng không, trăng lên làm chim núi giật mình, thỉnh thoảng cất tiếng kêu trong khe suối. Nghe thì nó có vẻ là nó cũng chẳng có một cái nội dung gì cụ thể đúng không ạ? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào cái các dạng câu hỏi và chúng ta sẽ giải quyết các dạng câu hỏi trong cái đề đọc hiểu này nhá. Ở đây thì cô có tất cả là 5 câu hỏi, các bạn cùng quan sát cho cô. Câu hỏi đầu tiên là xác định chủ thể trữ tình trong bài thơ. Các em lưu ý chủ thể trữ tình là một cái yếu tố rất là quan trọng ở trong thơ, mà nhắc đến lý thuyết của thơ thì chắc hẳn là chúng ta sẽ không thể nào mà không nhắc tới chủ thể trữ tình được. Và để hiểu rõ hơn về chủ thể trữ tình, về hiểu rõ hơn về những cái đặc điểm của thơ á, thì các bạn có thể tham khảo một số những cái tài liệu ở năm lớp 11, cô khóa học ở năm lớp 11, đồng thời là với khóa học năm lớp 12 khi phân tích thơ thì cô cũng có đưa những cái yếu tố này đan xen vào những cái phần bài giảng của mình. Thứ hai là thể thơ viết theo thể nào. Thứ ba là phân tích biện pháp tu từ. Biện pháp tu từ đương nhiên là trong thơ sẽ là một cái điều rất là quan trọng rồi. Trong hai câu nhân nhàn quế hoa lạc, dạ tĩnh xuân sơn không, xác định hình ảnh thiên nhiên xuất hiện trong hai câu thơ cuối, và để diễn tả sự thay đổi của thiên nhiên tác giả đã sử dụng nghệ thuật gì, và hãy diễn giải. Và bài thơ thuộc phong cách sáng tác nào, vì sao? Đây là 5 câu hỏi mà chúng ta sẽ giải quyết ở trong cái bài đọc hiểu này. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng câu một. Ở đây thì cô cũng đã có cái phần gợi ý đáp án của các bạn dành cho các bạn. Tuy nhiên là trong cái bài học này thì cô sẽ dừng lại để cô phân tích kỹ hơn vào cái phần đáp án để chúng ta có thể hiểu và chúng ta có thể biết cách để chúng ta là có hình thành được cái kỹ năng để chúng ta giải đề á. Thứ nhất, chủ thể trữ tình là cái người mà mang cái cảm xúc đúng không ạ, ở trong cái tác phẩm này. Thì bài thơ này thì cũng không có cái gọi là cái ngôi xưng hay là cái nhân vật nào cụ thể. Thì chúng ta hiểu được rằng là cái cảnh quan này, cái vẻ đẹp này được nhìn từ cái và cảm nhận từ cái cảm nhận cũng như là con mắt của tác giả, đúng chưa? Như vậy chúng ta xác định luôn chủ thể trữ tình là tác giả, thể hiện cảm xúc trước thiên nhiên, cảnh vật, và qua đó thì bộc lộ cái tâm trạng của mình. Thì khi các bạn xác định chủ thể trữ tình thì đa phần chúng ta xác định chủ thể trữ tình ở trong một cái văn bản thơ thường là tác giả, bởi vì thơ là cái phương gọi là cái thể loại để giúp chúng ta có thể bày tỏ được những cái cảm xúc và
cái tâm trạng của mình. Thứ hai, thể thơ thì chúng ta thấy đây là thể thơ ngũ ngôn, tứ tuyệt đường luật. Bài thơ có 4 câu, mỗi câu có 5 chữ nhá. Thứ ba là biện pháp tu từ ở trong cái câu thơ đầu tiên. Cô quay lại một chút cái câu thơ đầu tiên. Nhân nhàn quế hoa lạc, dạ tĩnh xuân sơn không. Thì với cái thể thơ đường ấy thì chúng ta hiểu được rằng là cái phép đối của nó sẽ nằm ở những cái câu, ở các cặp câu. Và cái phép đối đấy thì chúng ta sẽ đối xứng như thế nào? Ví dụ nhân với dạ đều là danh từ đúng không ạ? Nhàn với tĩnh, tính từ đúng không? Rồi là quế hoa và xuân sơn đều là danh từ. Lạc và không thì nó đều là động từ. Đó, cái không này không phải là không, cái từ không có nhá. Chúng ta hiểu không này là cái không khoảng không ấy. Đấy, không ở trong cái trạng thái là gần như là trống rỗng các bạn, hiểu không ạ? Đấy, như vậy ở đây thì chúng ta hiểu, chúng ta thấy là có phép đối nhân với dạ, nhàn nhàn với tĩnh, quế hoa với cả xuân sơn và lạc với cả không. Phép đối đây thể hiện rất là rõ ràng. Và chúng ta thấy được rằng là qua cái phép đối này thì chúng ta có thể thấy được nhà thơ đang sống ở trong một trạng thái nào. Nhân thì nhàn, con người thì cảm thấy rất là nhàn nhã, đúng không? Một trong một cái trạng thái tâm trạng thư giãn thanh nhàn. Quế hoa lạc là hoa quế thì dụng. Chúng ta hiểu là những cái sự chuyển động của những cành hoa rơi ấy, nó sẽ rất là nhẹ. Đúng không? Và đôi khi chúng ta lá rơi mà xào xạc thì chúng ta còn nghe thấy. Nhưng mà hoa rơi, đúng không? Thì nó sẽ rất là nhẹ, cánh hoa nó rất là mỏng thôi. Vậy mà tác giả vẫn có thể nghe được cái âm thanh đó ở cánh hoa rơi rụng rất là khẽ. Thì đều cho thấy được cái tâm hồn của thi nhân lúc này đang ở trong một cái trạng thái tĩnh. Bởi vì ở trong cái trạng thái tĩnh cho nên mới có thể thấy được gì? À, dạ tĩnh, mới có thể thấy được cái buổi đêm đó nó rất là yên tĩnh, nó rất là tĩnh lặng. Đấy, và nhìn phía xa thì cái nét núi mùa xuân, xuân sơn á, là núi mùa xuân đang ở giữa cái khoảng không vô định. Được chưa ạ? Rồi, như vậy ở đây thì có một cái nghệ thuật mà nó rất là đặc trưng điển hình của thơ cổ điển. Đó là lấy động tả tĩnh, lấy những cái tiếng động rất là khẽ ở trong tự nhiên để miêu tả cái không gian yên lặng. Đấy, ở đây thì cô sẽ lấy một cái ví dụ mà nó trực quan hơn để cho các bạn có thể dễ hình dung nhé. Ví dụ trong một không gian rất ồn ào trong lớp chẳng hạn, kem đánh rơi cái bút thì chắc chắn là khả năng là sẽ không ai biết gì, không ai nghe được cả. Nhưng mà ở trong cái buổi thi chẳng hạn, cả không gian yên tĩnh, dù các em chỉ có làm sao hơi thở nhẹ một thái thôi, thở dài một cái thôi, thì tất cả mọi người cũng có thể là nghe được. Thì đấy là một cái nghệ thuật ở trong thơ cổ điển nhá, là lấy động để tả tĩnh, miêu tả những cái âm thanh rất là bé, một cái âm thanh, một cái khoảng không rất là yên tĩnh để cho thấy được cái không gian lúc bấy giờ đang tĩnh lặng ra sao. Và trước cái không gian tĩnh lặng đó thì con người đang được ở trong một cái trạng thái làm sao, nhàn tâm, nhàn thân, vô cùng là nhàn nhã và thanh thản. Được chưa ạ? Rồi, tiếp theo là câu hỏi số 4, đấy là chỉ ra các hình ảnh thiên nhiên và chỉ ra cái nghệ thuật mà tác giả sử dụng ở trong hai cái câu thơ sau. Bây giờ cô lại phải quay lại một chút về cái câu thơ sau, sau đó cô giảng, cô sẽ chốt lại cái phần đáp án cho các em cùng xem nhé. Ở đây chúng ta có hai câu thơ sau, đó là Nguyệt xuất kinh sơn điểu, thời minh tại giản trung, trăng lên làm chim núi giật mình, thỉnh thoảng cất tiếng kêu trong khe suối. Rồi ạ, ở đây chúng ta có hình ảnh thiên nhiên, đó là có hình ảnh của khe suối này, có hình ảnh của trăng này, có hình ảnh của chim núi này, đúng không? Đấy là những cái hình ảnh thiên nhiên. Và chúng ta sẽ thấy được rằng vậy thì cái nghệ thuật, cái điều đặc biệt ở trong hai cái câu thơ này đó là gì? Chúng ta hiểu được là thứ nhất là thời gian là đêm rồi. Ở trên cái câu thứ hai thì chúng ta là dạ tĩnh, có nghĩa là đêm rất là yên tĩnh rồi. Và khe suối, các em biết là khe suối thì bao giờ nó cũng hẹp, đúng không? Đã là đêm mà ở khe suối thì nó lại càng làm sao? Càng tối. Đúng chưa? Đấy. Ở trong rừng sâu hay là ở trong một cái khung cảnh mà nhất là ở những cái khe, ở những cái bụi ấy, thì bao giờ nó cũng sẽ rất là tối. Vậy mà làm sao? Trăng lên làm chim núi giật mình. Tức là gì? Cái ánh sáng của trăng ấy nó sáng quá. Khiến cho chim núi, khiến cho con chim ở trong núi á, nó đang quen với cái bóng tối của màn đêm rồi. Vậy mà ánh trăng sáng, ánh trăng đi lên làm sáng cả một vùng, khiến cho chim cũng phải giật mình thảng thốt. Nó đang quen ở trong cái một cái môi trường rất là tối rồi, vậy mà ánh trăng nó lại đủ sáng để khiến cho chim núi giật mình. Đấy là cái cách để tác giả miêu tả cái ánh sáng của trăng. Được chưa? Nhá, ở đây là sử dụng cái bút pháp là lấy sáng để tả tối.
Đó, ánh trăng sáng đến cái mức làm sao nhỉ? À, chiếu khiến cho cái con chim núi nó phải khiến cho con chim nó phải giật mình khẽ kêu lên. Đó, trăng sáng đến mức khiến cho chim giật mình với cất tiếng kêu nơi khe suối, vốn là nơi chật hẹp chìm trong bóng tối, vậy mà nay nhờ ánh trăng chiếu mà chim cũng phải giật mình thảng thốt. Ở đây tác giả vừa miêu tả cảnh đẹp, vừa miêu tả cả cảm xúc tâm trạng của nhà thơ, nhàn nhã ngắm nhìn cảnh vật và tận hưởng thiên nhiên đêm khuya thanh vắng. Đó, cái bài thơ này nó không truyền tải quá nhiều những cái ý nghĩa liên quan tới triết lý về 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 thế sự mà chúng ta có thể là chúng các em đã quen học với những cái bài thơ trước đó, về thơ đường, đúng không? Đấy, bởi vì mỗi một nhà thơ sẽ có một cái phong cách sáng tác khác nhau. Nhưng Vương Duy là một cái nhà thơ mà ông ấy đi theo cái hướng trường phái thơ gọi là thi Phật đấy, ta gọi là thơ thiền. Đó, không gian bao giờ cũng sẽ yên tĩnh, cảnh quan bao giờ cũng yên tĩnh, tất cả những cái bút pháp của ông ấy đều hướng về thiên nhiên, lấy thiên nhiên làm trung tâm và tận hưởng cái vẻ đẹp rất là nguyên sơ như vậy. Được chưa ạ? Đây là một bài thơ mà cô ví dụ cho các bạn. Có thể đối với các bạn, một số bạn nó sẽ hơi khó nhưng không sao. Khi mà chúng ta luyện tập thì chúng ta sẽ luyện tập những cái ngữ liệu mới một chút, khó một chút. Để khi mà các em vào làm những cái bài thi cụ thể thì chúng ta sẽ thấy nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều nhé. Và đương nhiên, cuối cùng kết luận bài thơ ở câu 6 á, chúng ta sẽ kết luận được là bài thơ sẽ được viết theo cái phong cách thơ là thơ cổ điển. Bởi thứ nhất là được viết theo thể thơ, ngũ ngôn tứ tuyệt đường luật. Thứ hai là hình ảnh mang tính tượng trưng, đúng không ạ? Cô phải diễn giải phân tích ra rất là cụ thể để các em mới có thể hiểu được cái cảm hứng của bài thơ này. Lấy trung tâm là thiên nhiên để có thể miêu tả được, diễn giải là cái tâm trạng và cảm xúc. Và bút pháp thì lấy động tả tĩnh, lấy sáng tả tối. Được chưa? Đó, thì đây là một số những cái câu hỏi ở trong đề đọc hiểu số 1 mà cô vừa chịu cho các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang bài đọc hiểu số 2. Bài này thì chắc chắn là sẽ dễ đọc hơn bởi vì cô lấy một cái bài thơ mang cảm hứng nó hiện đại một chút. Thì chúng ta sẽ cùng nhau đọc nhé. Bài thơ có tên là Quà tặng mùa thu của Phạm Thanh Chương. Đây là một cái nhà thơ cũng trong sách thì không có trong sách thì cũng không có có các bạn học trong chương trình ở phổ thông ấy thì cũng không có nhắc tới cái nhà thơ này, nhưng mà ông là một trong số ở trong hội nhà văn thì các bạn cũng có thể tìm đọc những cái tập thơ của Phạm Thanh Chương để chúng ta mở rộng cái nguồn ngữ liệu đấy chứ ạ. Rồi, Quà tặng mùa thu, bây giờ cô với các em sẽ cùng đọc nhé. Bài thơ này thì có tất cả là bốn khổ. Để bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc và sau đó chúng ta sẽ xem là với một cái bài thơ mang cái phong cách mà nó hoàn toàn khác biệt với cả điểu minh giản thì sẽ có những cái câu hỏi như thế nào và chúng ta sẽ giải đáp những cái câu hỏi đấy ra sao. Anh gửi tặng một khoảng trời đầy gió, mùa thu về lãng đãng ở trên cao, một chút nắng phớt hồng đôi gò má, chút mưa thơm cho môi ấy ngọt ngào. Đọc thì dễ hiểu hơn rồi đúng không ạ? Đọc cái điểu minh giản rất nhiều cái từ tiếng Hán thì nó sẽ hơi khó với chúng ta, nhưng để cái bài thơ này thì nó đơn giản hơn rất nhiều rồi. Anh gửi tặng quãng đường thu đầy lá, chút mây bay che nắng lúc em về, trong cặp vở sao bỗng dưng nặng nặng, đôi vướng vàng khô ép đã ngủ mê. Anh gửi tặng những ngày thu mưa bụi, một chút buồn len lén dưới hàng mi, một chút gió vừa đủ bay tà áo, nỗi nhớ nào quấn quýt bước em đi. Và gửi tặng chút cỏ hoa đồng nội, làn hương thơm trùm hoa bưởi sau hè, hãy khẽ khẽ nâng giùm anh nhẹ nhẹ, đừng vô tình hương ấy sẽ phai đi. Đó, thì đấy là một bài thơ bốn khổ, cô nghĩ rằng là nó cũng khá là dễ đọc. Vậy thì chúng ta cũng sẽ có 6 câu hỏi. Đấy, thực chất là đi thi thì chúng ta cũng không đến mức 6 câu hỏi đâu, nhưng vì đang luyện tập ấy, thì cô cũng đưa ra số lượng câu hỏi nhiều nhất có thể để cho chúng ta có thể là chúng ta luyện tập thêm nhá. Bài thơ được viết theo thể nào? Lời thơ là lời của ai, nói với ai, xác định các nhân vật trữ tình ở trong bài thơ. Tí nữa sẽ có một cái khái niệm chúng ta cần phân biệt, đó là nhân vật trữ tình và chủ thể trữ tình. Được chưa ạ? Xác định bố cục và nội dung của từng phần. Chỉ ra cấu tứ của bài thơ. Cấu tứ là một khái niệm của chương trình ngữ văn lớp 11. Và chúng ta hiểu là khi mà chúng ta đi thi Trung học phổ thông quốc gia thì cái kiến thức về thơ nó sẽ bao hàm toàn bộ từ năm lớp 10, 11 đến năm lớp 12. Cho nên cái câu hỏi về cấu tứ cô vẫn sẽ nhắc lại ở trong cái chương trình lớp 12 để chúng ta có thể ôn tập lại. Được chưa ạ? Chỉ ra phân tích tác dụng của hai biện pháp tu từ được sử dụng trong bài thơ. Đây có một câu 6 là cái câu hỏi của chương trình lớp 12 thôi. Nhưng các em hiểu là đi thi người ta không bao giờ chỉ người ta chỉ hỏi một câu là xác định phong cách của bài thơ và lý giải đâu. Đúng không? Nhưng có mỗi một câu hỏi xác định phong cách cổ điển hay phong cách lãng mạn thì người ta sẽ không hỏi. Mà người ta sẽ phải tập trung vào rất nhiều những yếu tố của thể loại. Mà muốn hiểu được yếu tố của thể loại thì các em lại phải ôn tập năm lớp 10 và năm lớp 11 rất là kỹ. Thì chúng ta mới có thể là chúng ta xử lý tốt được cái đề được.
Được chưa ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ trả lời những cái câu hỏi nào ngắn dễ thì cô đi nhanh nhé. Chúng ta sẽ đi vào những cái câu hoặc là những cái phần nó cũng sẽ nhấn mạnh hơn ở trong cái phần chữ của mình. Một thể thơ 8 chữ, đếm thôi nhá. Các bạn đếm là phải đếm cẩn thận, bởi vì có những cái bài á, vì cô chỉ ví dụ như là có một cái bài hồi cấp 2 ở chương trình cũ, đấy là bài thơ về tiểu đội xe không kính. Nhìn thì có vẻ là các số câu số chữ nó giống nhau đấy, nhưng mà không phải, nếu các bạn đếm kỹ ra thì đấy là thể tự do. Được chưa? Rồi, hai, ở đây thì chúng ta lưu ý lời thơ là lời nhân vật trữ tình anh nói với nhân vật trữ tình em. À bây giờ chúng ta sẽ có khái niệm là nhân vật trữ tình và chủ thể trữ tình. Chủ thể trữ tình như lúc nãy cô giải thích là cái người bộc lộ cái cảm xúc, đúng không ạ? Bộc lộ cái cảm xúc, chất chứa cái tình cảm thể hiện ở trong bài thơ. Thế còn nhân vật trữ tình thì ở đây chúng ta hiểu là gì? Là những nhân vật xuất hiện ở trong bài thơ. Cô ví dụ như là cái bài lá diêu bông mà cô dạy cho các bạn ở trong cái, cô nhớ là chương 2 đúng không ạ? Lá diêu bông thì có nhân vật chị đó, cái người chị ấy, thì đấy chính là nhân vật trữ tình. Đấy, và cái nhân vật tôi, cái nhân vật em ấy, cũng là một nhân vật trữ tình, và đồng thời cũng là cái người bộc lộ cảm xúc luôn. Thì ở đây chúng ta thấy là nhân vật trữ tình là nhân vật trữ tình là anh và em, và chủ thể trữ tình ở đây chính là ai? Người bộc lộ cảm xúc chính là anh, có thể là anh nào đó thì không rõ, nhưng cũng có thể anh đấy chính là tác giả. Đấy, các em sẽ cần phải phân biệt rất là rõ những khái niệm đó, bởi vì đi thi người ta sẽ hỏi theo đặc trưng thể loại. Và khi có những cái đặc trưng thể loại đó xuất hiện thì chúng ta phải phân biệt rất là rõ cái khái niệm để chúng ta có thể trả lời cho đúng. Được chưa? Rồi, bài thơ gồm 4 khổ tương ứng với 4 phần. Cái này thì cô đã cũng vừa mới đọc rồi. Thực ra cái xác định nội dung của 4 cái khổ này thì chúng ta thấy nó sẽ hơi tựa tựa nhau một chút. Mỗi một khổ thì mở ra một kỷ niệm. Vậy thì cái cách để chúng ta tóm tắt lại các khổ đó là gì? Chúng ta đưa ra cái kỷ niệm, cái cảm xúc mà nhân vật trữ tình nhắc về trong mỗi khổ. Khổ 1 là cảm xúc về không gian mùa thu và kỷ niệm về em. Khổ 2 là cảm xúc về quãng đường thu đầy lá và kỷ niệm về món quà tặng em ở cái hoa ép ấy, cái con bướm ép khô ở trong cái trang vở đó. Đấy là món quà tặng em. Khổ 3 là cảm xúc về những ngày mưa bụi và nỗi buồn nhung nhớ của anh. Khổ 4 là cảm xúc về hoa đồng cỏ nội và lời thiết tha gìn giữ tình cảm của anh với em. Thì đây chính là cái phần tóm tắt của cô, cái mạch cảm xúc của cô xác định ở trong 4 khổ. Rồi bây giờ nhắc lại khái niệm về cấu tứ này. Khái niệm cấu tứ cũng là khái niệm mà các bạn cũng rất là dễ quên và dễ nhầm, đúng không? Đấy, cấu tứ đó là gì? Cấu tứ là cái cách mà tác giả cơ cấu sắp xếp cái tứ thơ của mình. Vậy tứ thơ và ý thơ thì có nghĩa là như thế nào? Đấy là cái mục đích cuối cùng, cái cảm xúc, cái mong muốn truyền tải cuối cùng của tác giả tới với người đọc. Được chưa? Và để truyền tải cái cảm xúc đó thì tác giả sẽ cơ cấu qua một loạt những cái gì? Cơ cấu từ bố cục, cơ cấu từ mạch cảm xúc, cơ cấu từ hình ảnh, cơ cấu từ ngữ để tạo nên một cái cấu tứ trong thơ. Nhá, đấy là nhắc lại cái khái niệm của chúng ta ở trong năm lớp 11 đấy các bạn ạ. Bởi vì rất có thể là trong chương trình ngữ văn lớp 12 cũng như là chương trình thi Trung học phổ thông quốc gia của các em có cái câu hỏi về cấu tứ này. Nó là thuộc về thơ mà. Đúng chưa ạ? Rồi vậy thì chúng ta xác định luôn kết cấu của bài thơ. Bài thơ có kết cấu 4 khổ và mở đầu mỗi khổ là cấu trúc anh gửi tặng, khổ cuối và gửi tặng. Mỗi lần anh tặng em một cái gì đó, anh gửi tặng điều gì là một loạt những cái ký ức và cảm xúc được ùa ra và gọi là quay trở về, đúng không? Cái thuở thiếu niên với những rung động đầu đời đầy trong sáng là nhớ nhung, là trân trọng, là yêu thương, đúng không? Khi các bạn đọc xong thì mỗi một khổ nó dường như là một cái dòng ký ức, một dòng kỷ niệm, một cái dòng cảm xúc của nhân vật anh đối với nhân vật em. Các từ ngữ như là nắng phất hồng đôi má này, hay là cặp vở này, đôi bướm vàng khô ép này, rồi là chúng ta còn có từ gì nữa, bay tà áo này, rồi mây bay che nắng lúc em về này, nó gợi ra cho các bạn cái suy nghĩ về cái gì, về cái tình cảm để học trò, đúng không? Từ học trò thì mới có cặp vở chứ, từ học trò thì mới có bay tà áo chứ, rồi mây bay che nắng bước em về, gọi là đi học về á, đúng chưa ạ? Rồi là chắc chắn là cái cô gái này phải là một cô thiếu nữ. Cô thiếu nữ thì mới có hình ảnh của đôi gò má phất hồng chứ. Rồi là môi ấy ngọt ngào, cái vẻ đẹp của xuân sắc xuân thì. Đó, như vậy là những cái hình ảnh này cũng gợi cho chúng ta được đến cái ý thơ, cái tứ thơ mà tác giả muốn diễn tả. Đó là về cái tình cảm đôi lứa, nhưng cụ thể hơn là đôi lứa, cái tình cảm học trò. Cái tình cảm này có khả năng được giấu kín đi, mà chỉ có nhân vật anh đang bộc lộ với cả nhân vật em mà thôi.
đúng chưa? Tất cả đều thể hiện được cái cảm xúc yêu thương, nỗi nhớ nhung vương vấn và những rung động đầu đời trong sáng của nhân vật anh dành cho nhân vật em. Đó là những cảm xúc vô cùng là trong sáng, yêu thương của tuổi học trò và mãi vẹn nguyên trong cái ký ức của nhân vật anh. Rồi ạ. Câu 5 xác định cái biện pháp tu từ dễ rồi. Chúng ta có biện pháp điệp cấu trúc đúng không? Ở các khổ, mỗi một khổ đều mở ra là anh gửi tặng, thể hiện cái tình cảm chân thành tha thiết của nhân vật trữ tình anh. Đó, hay là một số cái biện pháp nhân hóa thiên nhiên. Ví dụ, mùa thu về lãng đãng, chút mây bay, che nắng hay một chút buồn len lẻn dưới hàng mi. Đó là những cái hành động và tâm trạng vốn dĩ là thuộc về con người. Nhưng nay được tác giả, được nhân vật trữ tình, đúng không? Cái nhân vật anh ấy gửi tặng vào trong cái cảnh vật để cho thấy được rằng cái cảm xúc, đúng không? Cái cảm xúc đấy là của cảnh hay là cảm xúc của con người đang lãng đãng, đang buồn, đang hòa cùng với tâm trạng, cùng với cả người con gái mình yêu thương trên con đường đi về. Được chưa? Đấy, thì đấy là một số những cái gợi ý của cô mà các bạn hoàn toàn có thể tự phát hiện được ở trong cái bài thơ này. Rồi ạ. Và cuối cùng, bài thơ đương nhiên thuộc phong cách lãng mạn rồi. Thể thơ thì tự do, thực ra 8 chữ thì nó cũng được xếp vào cái thể thơ là nó không bị giới hạn bởi số câu số chữ ấy. Đấy. Kết cấu thì trường thiên, tự do, số câu số chữ. Tác giả đây là chọn cái mạch là 8 chữ. Đó, nhưng cũng có thể là nhiều tác giả chọn 7 chữ, 6 chữ vì nó là trường thiên nó dài, tức là hoàn toàn có thể tự do bộc lộ những cái dòng cảm xúc cũng như cái dung lượng trong bài thơ mà không cần phải quá bận tâm đến cái quy luật nhất định, đúng chưa? Chủ đề là về tình yêu nam nữ, những cái rung động đầu đời trong sáng. Và biện pháp thì một số những biện pháp như là điệp ngữ, điệp cấu trúc, nhân hóa hay câu hỏi tu từ. Nhá. Thì chúng ta đặt ra một số dấu hiệu là chúng ta có thể khẳng định được luôn. Đây là bài thơ thuộc phong cách thơ lãng mạn, thể hiện một cách rất là tự do những cái cảm xúc, không có nhiều cái yếu tố tượng trưng cổ điển, không có nhiều những cái yếu tố mang cái tính chất đó là phải liên tưởng, đúng không ạ? Tất cả nó đều thể hiện rõ được cái cảm xúc, những cái rung động đầu đời trong sáng của nhân vật anh dành cho nhân vật em thôi nhá. Rồi, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái phần đọc hiểu. Bây giờ thì cô cùng các em sẽ bước sang cái phần tiếp theo, đó chính là phần làm văn, phần viết á, kỹ năng viết. Bởi vì đi thi thì chúng ta sẽ chỉ có hai cái kỹ năng thôi, đấy là kỹ năng đọc và kỹ năng viết. Vì vậy lúc chữa đề thì bây giờ cô cũng sẽ tập trung vào hai cái kỹ năng này. Và cũng thực ra là vì nói nghe thì cô cũng không thể chữa ngay lập tức cho các em được, mà các em phải có sản phẩm thì cô mới chữa. Đấy, cho nên là cô sẽ tập trung vào hai kỹ năng là kỹ năng đọc và kỹ năng viết để các bạn có thể luyện tập thêm, phục vụ ngay cho cái kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia của các em. Rồi ạ. Trong cái chương trình ngữ văn lớp 12 thì có một cái mảng vô cùng quan trọng, đó là nghị luận so sánh, hay gọi là một cái mảng gọi là so sánh văn học á, văn học so sánh. Thì chúng ta thấy được rằng là sẽ có hai những cái có những hình thức so sánh này: so sánh văn bản thơ, so sánh văn bản truyện. Trong truyện thì cũng có thể là so sánh những yếu tố cụ thể hơn như là so sánh nhân vật truyện đó, rồi là so sánh các bản ký tản văn, hồi ký phóng sự. Tóm lại nó có cùng thể loại là cũng có thể so sánh được, hoặc là gì, cùng chủ đề nhưng khác thể loại thì cũng có thể so sánh được. Cô ví dụ như là ở trong cái chương trình ngữ văn ở lớp 8 bộ kết nối tri thức, để cô nhắc thêm một chút nhá, bởi vì cô cũng có xem qua các bộ sách, thì sẽ có một cái bài thơ là Sơn Tinh Thủy Tinh của Nguyễn Nhật Pháp, thì người ta cũng có thể là so sánh với cả chuyện truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh, bởi vì là cùng chủ đề. Và xem là họ có cái cách thức họ, và tác giả Nguyễn Nhật Pháp và tác giả dân gian đã có những cái điểm tương đồng và khác biệt như thế nào. Thì đấy là so sánh, là cái riêng về cái mảng văn học so sánh nó sẽ rất là rộng. Đó, nó sẽ rất là rộng, nhưng sẽ tựu chung lại chúng ta sẽ có một số dạng mà đến cuối học kỳ 2 khi mà cô có tiết ôn tập thì cô sẽ tổng hợp lại cho các bạn những cái dạng về văn học so sánh đó, để chúng ta có một cái nhìn tổng quan và các bạn ôn theo những cái dạng đề đấy. Được chưa? Rồi, thì ở đây thì cô, bởi vì là nó gắn liền với các chủ đề 1 của chúng ta, đó là so sánh đánh giá hai bài thơ, đoạn thơ, thì vì thế nên cô đã trích dẫn ra. Một đó là bài thơ Đường ra mặt trận của Chính Hữu. Đấy, bây giờ các bạn cùng quan sát được đoạn thơ này nhá. Cô sẽ đọc lại thơ và sau đấy thì tí nữa thì cô sẽ chỉ hướng dẫn dàn ý thôi. Các bạn sẽ viết và các bạn sẽ gửi lại bài cho cô. Những buổi vui sao cả nước lên đường, sao xuyến bờ tre từng hồ trống dục. Sắm dưới làng trên con trai con gái xôi nắm cơm, đùm díu rít theo nhau, súng nhỏ súng to, chiến trường chật trội, tiếng cười hăm hở, đầy sông đầy cầu. Bộ đội dân quân trùng trùng điệp điệp, chào nhau không kịp nhớ mặt.
Dô hò nón vẫy theo, hàng ngũ ta đi dài như tiếng hát, chào những ngôi trường ngói đỏ bình yên, lấp lánh cánh đồng đang gặt hại, đang ngặt đang hái, xuôi ngược công trường những bánh xe reo, ngọn khói con tàu như tay vẫy gọi. Ở đất nước mình đây 20 năm, mưa nắng đêm ngày, hành quân không mỏi, sung sướng bao nhiêu tôi là đồng đội của những người đi vô tận hôm nay, yểm hộ miền Nam, thình thình đại bác, những bước chân cả nước lên được. Đó, Đường ra mặt trận của Chính Hữu. Sáng tác năm 1965. Vì sao cô lại để cả năm? Bởi vì chúng ta cần phải xác định xem đó là thời kỳ chống Pháp hay là chống Mỹ. Đấy, 65 thì là chống Mỹ rồi, đúng không? Rồi, phía Bắc Tố Hữu, 54, chống Pháp. Nhớ khi giặc đến giặc lùm, rừng cây núi đá ta cùng đánh Tây, núi răng thành lũy sắt dày, rừng che bộ đội, rừng vây quân thù, mênh mông bốn mặt sương mù, đất trời ta cả chiến khu một lòng. Ai về ai có nhớ không, ta về ta nhớ Phủ Thông Đèo Giàng, nhớ sông Lô, nhớ phố Giàng, nhớ từ Cao Lạng, nhớ sang Nhị Hà, những đường Việt Bắc của ta đêm đêm rầm rập như là đất rung, quân đi điệp điệp trùng trùng, ánh sao đầu súng bạn cùng mũ nan, dân công đỏ đuốc từng đoàn, bước chân nát đá muôn tàn lửa bay, nhìn đêm thăm thẳm sương dày, đèn pha bật sáng như ngày mai lên, tin vui chiến thắng trăm miền, hòa bình Tây Bắc, Điện Biên vui về, vui từ Đồng Tháp An Khê, vui lên Việt Bắc đèo Re núi Hồng. Ai về ai có nhớ không, ngọn cờ đỏ thắm gió lồng cửa hang, nắng trưa rực rỡ sao vàng, trung ương chính phủ luôn luận bàn việc công, điều quân chiến dịch thu đông, nông thôn phát động giao thông mở đường, giữ đê phòng hạ thu lương, gửi ra miền ngược thêm trưởng các khu. Đây là chỉ là một đoạn trích thôi, vì bài Việt Bắc của Tố Hữu nó khá là dài đó. Thì ở đây cô đã đưa cho các bạn cái phần nội dung của hai bài thơ. Đọc thì các bạn có cái cảm giác là hai cái đoạn này sẽ có những điểm tương đồng không ạ? Có đúng không ạ? Cô lựa chọn hai cái đoạn thơ này nó phải có điểm tương đồng, bởi vì so sánh thì không thể nào mà nó khác nhau hoàn toàn về cái chủ đề được. Nếu mà đã khác nhau hoàn toàn về chủ đề thư pháp thì nó cũng sẽ tương đối là khó trong cái việc để các em đối chiếu so sánh. Đấy, chúng ta sẽ đi từ những cái mà nó có nhiều cái điểm tương đồng dần dần. Khi chúng ta luyện tập thì nó sẽ ở nhiều cái mức độ khó hơn nha các bạn nhé. Rồi ạ, vậy thì bây giờ cô sẽ hướng dẫn từng phần một. Đầu tiên là phần mở bài. Thì các em sẽ có thể đi từ cái việc đó là giới thiệu chung hoàn cảnh sáng tác đều xuất phát từ thời chiến. Một bài thơ là chống Pháp và chống Mỹ. Các em sẽ chú ý về thông tin năm sáng tác. Sau đó thì giới thiệu về tác giả tác phẩm. Thực ra phần này cô sẽ không đi sâu, bởi vì là nếu như trong đề người ta có trích dẫn cho em về tác giả tác phẩm thì các em đưa. Và chúng ta phải hiểu cái câu chuyện đó là đi thi có thể vào những tác giả rất mới, họ có cái sáng tác của họ tiêu biểu, nhưng tức là nó không phải là cái tác giả mà như chương trình cũ là được ấn định và được coi là tác giả lớn có nhiều tác phẩm. Đôi khi tặng có một cái tác phẩm hay là tác giả thế hiện đại bây giờ này có một tác phẩm tiêu biểu, người ta cũng hoàn toàn có thể lấy trích dẫn một cái đoạn trích nào đó trong tác phẩm của họ người ta đưa lên. Vì thế có thể là thông tin về tác giả các em chưa biết, rất có thể có chuyện đó, thì chúng ta sẽ xem trong đề họ có cung cấp hay không. Còn nếu như mà họ không cung cấp thì chúng ta có thể là lấy cái cảm hứng chung của hai cái bài thơ, đoạn thơ đó để chúng ta xây dựng cái phần mở bài. Đấy là cái cách để chúng ta làm bài nhé các bạn nhé. Rồi ạ, bây giờ chúng ta sẽ đến phần thân bài. Thân bài thì đương nhiên sẽ có hai điểm rất là quan trọng. Một là điểm giống và hai là điểm khác, bao giờ cũng như vậy. Và cô gợi ý này, điểm giống thì các bạn hãy là gạch 1, 2, 3 cái cơ đồ giống ra. Còn điểm khác các bạn hãy kẻ một cái bảng để chúng ta dễ dàng, chúng ta thuận tiện trong cái việc đối chiếu. Khi mà các em làm bài thi thì các em cũng phải làm dàn ý đúng không? Đấy, giống như cô đang làm ở đây. Thì ở đây cô có gạch ra một số những cái ý ở điểm giống nhau để chúng ta có thể triển khai. Đề tài đều là nói về kháng chiến và cách mạng, cái này thì rất là chính xác rồi. Chủ đề đều nói về cái khí thế chiến đấu rộn ràng đúng không? Tâm thế mãnh liệt, mạnh mẽ hành quân ra trận và thành quả cách mạng của quân đội và nhân dân, đều có những cái chi tiết đó luôn, đúng chưa ạ? Rồi, một số hình ảnh thơ thể hiện được cái không khí ra trận hừng hực và rộn ràng là những cái phần mà cô in màu đỏ để các bạn có thể dễ dàng các bạn quan sát. Ví dụ những buổi vui sao cả nước lên đường, hồi chống dục, bộ đội dân quân trùng trùng điệp điệp, rồi dân hò nón vẫy theo, hàng ngũ ta đi dài như tiếng hát. Còn ở bên bài Việt Bắc thì sao ạ? Quân đi điệp điệp trùng trùng, cái từ trùng trùng điệp điệp lại còn lặp lại giống nhau cơ, đúng không? Ánh sao đổ súng bạn cùng mũ nan, bước chân nát đá muôn dàn lửa bay, đèn pha bật sáng như ngày mai lên. Đấy, rõ ràng là hai cái đoạn thơ với những cái câu từ khác nhau, còn một cái thể thơ khác nhau, nhưng mà cái ý tưởng từ trong cái hình ảnh chúng ta thấy được rằng có cái điểm tương đồng, đúng không? Đều là nói về được cái không khí chiến đấu hừng hực và rộn ràng.
hay là cái cảm xúc tự hào và thể hiện niềm tin vào cách mạng và kháng chiến, chào những ngôi trường ngói đỏ bình yên, xuôi ngược công trường những bánh xe reo. Ở đây chúng ta thấy đã thể hiện được niềm tin vào cách mạng và kháng chiến, chúng ta sẽ hòa bình, chúng ta có thể mở thêm trường, chúng ta có thể làm sao nhỉ? À, chúng ta có thể phát triển đất nước. Thì ở cái khổ thơ ở trong bài Việt Bắc này cũng thế. À, nông thôn phát động giao thông mở đường, giữ đê phòng hạ thu lương, gửi ra miền ngược thêm trường các khu. Đấy, cái không khí, cái niềm tin này nó cũng là một cái niềm tin rất là chung giữa hai bài thơ. Thì các em có thể khai thác vào những cái ý này nhá. Ngoài ra khuyến khích là các bạn có thể tìm thêm những cái chi tiết khác để chúng ta có thể là chúng ta phân tích những cái điểm chung, nét tương đồng giữa hai đoạn thơ. Và điểm khác nhau thì như cô đã hướng dẫn các bạn là các em hãy kể bảng ra. Một cột sẽ là các phương diện và hai cột còn lại là hai cái đoạn thơ chúng ta cần đối chiếu. Ở đây thì cô có thể đối chiếu ra một số những cái điểm khác nhau của hai đoạn thơ này. Ví dụ như hoàn cảnh, một bài là chống Pháp và một bài là chống Mỹ, dựa vào năm sáng tác nó rất là rõ ràng. Thứ hai là thể thơ, một bên là lục bát, một bên là tự do. Nội dung thì một bên là tập trung vào cái không khí chiến đấu hừng hực và các chiến thắng liên tiếp dội về qua cái thủ pháp liệt kê. Còn một bên thì là bức tranh tổng quan hơn về kháng chiến. Nó cả khí thế ra đường, nó cả niềm tin cách mạng, nó cả là tình đồng chí đồng đội, nó cả là cái sự kêu gọi toàn dân kháng chiến. Đấy. Và nghệ thuật thì phép tu từ liệt kê, phóng đại so sánh. Các em hãy đưa ra một hai dẫn chứng. Còn ở đường ra mặt trận thì chúng ta cũng có liệt kê. Thêm vào đó chúng ta sẽ có ẩn dụ và nhân hóa. Các em sẽ lựa chọn 1 đến 2 dẫn chứng để các bạn đưa vào để phân tích. Đấy, như vậy là chúng ta thấy được rằng là thực ra thì nếu như chúng ta làm quen thì cái dạng so sánh này chúng ta sẽ có rất nhiều đất để chúng ta viết, chứ không phải là chúng ta chỉ dừng lại ở cái việc là chúng ta học thuộc một cái tác phẩm nào đó, sau đó chúng ta đi thi và chúng ta bắt buộc phải nhớ ý. Khi các em tiếp cận một cái văn bản, hai văn bản thơ mới thì các em hoàn toàn có rất nhiều những cái yếu tố để chúng ta khai thác và chúng ta viết thành bài, đúng không ạ? Rồi, kết bài. Kết bài thì chúng ta sẽ tổng kết những cái điểm giống nhau về đề tài, chủ đề cảm hứng, điểm khác nhau giữa hai bài thơ, rồi là thể thơ, biện pháp tu từ, nội dung chính nghệ thuật, vân vân. Đấy, để lấy những cái điểm mà chúng ta có thể chỉ ra được cái sự giống nhau. Còn điểm khác nhau thì các em sẽ cần phải khẳng định cái sự sáng tạo và cá tính riêng của mỗi nhà thơ, phong cách riêng của mỗi nhà thơ trong cái việc là thể hiện cái cảm hứng kháng chiến, cảm hứng cách mạng của mình. Được chưa? Đấy, đấy là cái dạng bài đầu tiên mà cô hướng dẫn các bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang dạng bài viết số 2 để chúng ta cùng chữa nha các bạn nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước sang cái phần bài thực hành viết số 2. Bài thực hành viết số 2 thực chất nó là viết nghị luận xã hội các em ạ. Và bây giờ thì cô sẽ đưa cái đề bài. Chỉ có điều là như cô đã nói trong cái chương trình lớp ngữ văn lớp 12 á, thì cái đề nghị luận xã hội của chúng ta là một vấn đề bàn luận về tuổi trẻ. Cho nên là những cái đề luyện tập thì cô cũng sẽ cố gắng để chúng ta hướng cái chủ đề của chúng ta vào việc là bàn luận về tuổi trẻ. Rồi ạ. Vấn đề lớn nhất đối với người trẻ ngày hôm nay là các em có dư thừa áp lực với vô vàn những yêu cầu đặt ra, nhưng lại thiếu động lực để cố gắng sống với phiên bản hoàn hảo nhất của mình. Hãy viết bài nghị luận xã hội khoảng 600 chữ bàn luận về vấn đề trên. Đấy, thế đây là một cái đề bài về tuổi trẻ. Cô chợt nghĩ ra ngày hôm qua và đã đưa luôn thành một cái đề để các bạn có thể các bạn luyện tập. Như vậy đây chúng ta có hai vế. Đầu tiên là các em sẽ xác định luôn nhé, trước khi mà cô vào phần chữa nhé. Các bạn nhìn vào đề bài trong cô, chúng ta sẽ có hai cái phần chữa như thế này. Đó là gì ạ? À, dư thừa áp lực với vô vàn những yêu cầu đặt ra. Và thứ hai là thiếu động lực để cố gắng sống với phiên bản hoàn hảo nhất của mình. Hai vế để tưởng chừng là đối lập nhau đúng không các bạn? Hai vế đối lập nhau. Một là dư thừa cái gì? À, áp lực với yêu cầu cao. Và hai là thiếu cái gì? Động lực để trở thành chính mình. Đấy. Và những hai cái điều này nó mâu thuẫn cũng như là nó ảnh hưởng tới tuổi trẻ. Cái những người ảnh hưởng tới giới trẻ ngày nay như thế nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xử lý cái đề này nhá. Mở bài thì dẫn dắt vấn đề. Hãy dẫn dắt vấn đề bắt đầu từ tuổi trẻ. Các bạn có thể đưa về ước mơ, về nỗ lực, về cái khát vọng, đúng không ạ? Rồi, vấn đề lớn nhất với người trẻ ngày hôm nay, các em phải trích dẫn lại cái vấn đề này nhé. Hôm nay là các em có dư thừa áp lực với vô vàn những yêu cầu đặt ra, nhưng lại thiếu động lực để cố gắng sống với phiên bản hoàn hảo nhất của mình. Đó, bây giờ chúng ta sẽ đến với lưu ý này. Cô có phần lưu ý trước khi mà cô chữa cái bài này. Nó sẽ khác với cả cái bài dạng nghị luận so sánh đánh giá lúc nãy nhé. Đó là gì? Luôn cần có một hệ thống luận điểm. Nêu 3 luận điểm, nên để 3 luận điểm kèm các lý lẽ và dẫn chứng đi kèm.
Thì bây giờ cô sẽ nêu từng luận điểm cộng với các lý lẽ và dẫn chứng nhá. Luận điểm đầu tiên mà cô đề cập tới đó là gì ạ? Những áp lực và yêu cầu đang được đặt ra với giới trẻ ngày nay. Cô giải quyết cái vế đầu đã, đúng không ạ? Dư thừa những cái áp lực với giới trẻ ngày nay, những cái yêu với những cái yêu cầu đặt ra. Vậy thì bây giờ mình sẽ lý giải xem áp lực đấy là gì, yêu cầu đấy là gì, tại sao nó lại trở nên dư thừa với các bạn trẻ ngày nay nhá. Thì cô sẽ đưa ra lý lẽ này. Một, người trẻ đối diện với rất nhiều áp lực. Áp lực từ nhiều phía, từ phụ huynh, từ xã hội, từ bạn bè đồng trang lứa, đúng không ạ? Đó. Thứ hai, với sự phát triển của xã hội thì mọi công việc yêu cầu và đòi hỏi năng lực cao, như sự sáng tạo, sự chuẩn mực, sự nỗ lực hay là thành công thì cần phải rất là rõ nét. Thì đấy là những cái áp lực mà người trẻ cần phải đối mặt. Rồi tiếp theo là gì ạ? Xung quanh nhiều tấm gương người trẻ giỏi giang thành đạt. Tức là các bạn bị áp lực đồng trang á. Kiếm tiền, có nhà, có xe, có rất nhiều thứ mà thể hiện cái sự thành công. Và tất cả những điều này tạo nên những cái áp lực dành cho các bạn ý. Và với công việc thì các bạn cũng phải dành ra những cái nỗ lực và những cái yêu cầu cao trong công việc. Đấy, thì có thể lấy một số dẫn chứng. Như học hành thì chúng ta có áp lực điểm số, những kỳ thi. Rồi là trong cuộc sống thì chúng ta có áp lực về việc kiếm tiền sớm. Có những bạn rất trẻ kiếm được nhiều tiền, đúng không? Những cái yêu cầu dành cho công việc bây giờ cần phải tăng ca, tăng doanh số, đúng không? Sản phẩm chạy KPI. Rồi là sự bùng nổ của những nhân vật mạng xã hội, triệu view, kiếm tiền, tiền tỷ, khiến cho chúng ta có những cái áp lực vô hình và những cái yêu cầu rất là cao ở trong công việc, đúng chưa? Rồi sự ra đời, các bạn có thể đề cập tới sự ra đời của AI, đúng không? Có phải là sẽ thay thế con người trong tương lai hay không? Đấy cũng là những áp lực vô hình. Rồi, như vậy, để chứng minh cho cái luận điểm đấy là về để chứng minh cho cái luận điểm 1 là những áp lực, thì cô sẽ đưa ra lý lẽ và dẫn chứng như vậy. Vậy thì tiếp tục với cái luận điểm thứ hai. Có hai vế, đúng không? Một vế là áp lực và những yêu cầu cao, và một vế thiếu đi cái gì? Động lực, cố gắng là chính mình và là phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình. Rồi bây giờ để chứng minh cho cái luận điểm này thì cô sẽ phải đưa ra những cái lý lẽ và dẫn chứng như thế nào. Thứ nhất, chính vì những áp lực và yêu cầu cao như vậy cho nên người trẻ dần có xu hướng là chạy theo những cái giá trị để chứng minh bản thân mình về xã hội mà quên đi mất rằng là bản thân mình có phù hợp với nó hay không. Thấy chưa? Cô thấy đây là một cái đề bài nó rất là thực tế với chúng ta, đúng không ạ? Chúng ta nhìn thấy những cái yêu cầu cao như vậy, chúng ta nhìn thấy những cái áp lực như vậy, chúng ta thì lại cứ phải chạy theo, cố gắng chạy theo những cái áp lực đó, chạy theo những yêu cầu cao như vậy, nhưng mà không nhìn nhận lại xem là những cái đó nó có phù hợp với cả giá trị của chính mình hay không. Đó, đấy chính là cái lý lẽ đầu tiên nhá. Họ quên đi việc xác định ước mơ cá nhân, thiếu đi cái động lực để theo đuổi ước mơ mà chỉ muốn thể hiện bản thân với xã hội, hay chỉ đơn giản là gì, để chạy theo đúng cái xu thế của xã hội, để không bị lạc lõng, để không bị tụt hậu, để không bị người khác đánh giá mình. Đấy chính là cái điều mà giới trẻ đang thiếu đi cái động lực để theo đuổi. Giới trẻ có rất nhiều những cái động lực để theo đuổi những cái áp lực, nhưng lại thiếu đi cái động lực để trở thành chính mình. Thì đấy chính là cái ý của cái đề bài này, muốn các em có thể chứng minh và làm sáng tỏ. Tiếp theo, thiếu đi định hướng tương lai khiến người trẻ mất đi động lực cố gắng, không biết được xác định mình sẽ là ai, như thế nào 5 năm sau, 10 năm sau, 20 năm sau. Cho nên thiếu đi những cái động lực cố gắng để chúng ta hiểu được rằng thành công tức là cái đích đến cuối cùng của chúng ta, đúng không? Đó, thành công có thể với nhiều người thành công chính là cái đích đến cuối cùng. Vậy thì để đạt được cái thành công đó thì chúng ta phải xây từng viên gạch nhỏ nhất. Nhưng vì chúng ta không xác định được cái đích cuối cùng đó, cho nên cái việc xây từng viên gạch của chúng ta nó rất là khó khăn. Các em hãy chỉ ra những cái điều này nhá. Đấy, nhiều bạn trẻ chỉ muốn kiếm tiền hay chỉ đơn giản là mong muốn nổi tiếng hoặc cố gắng giống như những kỳ vọng của gia đình áp đặt. Dần dần mọi công việc và mọi hành động đều thiếu đi sự nỗ lực phấn đấu mà chỉ làm như một cái máy mà thôi. Được chưa? Một số dẫn chứng nhé. Dẫn chứng đầu tiên cũng sẽ nhắc đến một cái xu hướng làm việc lười biếng. Có nghĩa là gì? Các bạn hãy làm những công việc tại nhà, online, ôm nhiều công việc của một lúc mà không đi sâu vào một ngành nghề cụ thể nào. Đương nhiên đây không phải là một cái tư tưởng xấu, nhưng để có thể có nhiều cái động lực hơn trở thành chính mình thì chúng ta nên xác định những cái gì nó rõ ràng hơn. Tiếp theo, dành nhiều thời gian để chữa lành và cân bằng cuộc sống. Cái này cũng là một lối sống mới gần đây. Cô vẫn hay xem đó là các bạn muốn đi chữa lành đó. Đấy, thực ra cái này không xấu, bởi vì giữa những cái áp lực như vậy thì chúng ta phải biết cân bằng. Tuy nhiên, đó là gì? Chúng ta phải thực sự chữa lành. Muốn thực sự chữa lành là chúng ta phải hiểu được cái bản chất, cái việc mà chúng ta đang làm sao? Đang thiếu thốn cái gì? Tâm hồn chúng ta đang tàn lụi, tâm hồn hay là cái thể lực của chúng ta đang gặp vấn đề, thì chúng ta phải chữa từ bên trong đó thì nó mới có thể giải quyết được tận gốc vấn đề.
Được chưa? Rồi một cái dẫn chứng tiếp theo đó chính là sự ảnh hưởng của truyền thông và mạng xã hội. Có thể là giống như con dao hai lưỡi, nó vừa cho chúng các bạn trẻ thấy những cái điều nó rất là lung linh, những cái điều nó rất là hoành tráng, những cái tấm gương tuổi trẻ, những cái hình mẫu nó rất là rực rỡ, là hào quang, mà chúng ta quên đi mất rằng là chúng ta cần phải nhìn lại với bản thân của chúng ta, nhìn sâu vào trong con người và nội tâm chúng ta để chúng ta có thể trở thành cái phiên bản tốt nhất của mình mà không phải là bất cứ một ai khác. Đấy là một số dẫn chứng. Và luận điểm 3, luận điểm 3 cô đưa ra một lời khuyên dành cho cái vấn đề này. Đó là gì? Hãy loại bỏ những áp lực và những yêu cầu vượt quá khả năng của mình, xác định mục tiêu và vẽ nên chân dung của bản thân mình mong muốn trở thành một phiên bản hoàn hảo rực rỡ nhất của chính mình. Đó, chúng ta có thể đưa ra một số lý lẽ như sau. Thay đổi tư duy, thay đổi cách nhìn nhận về ước mơ. Ước mơ không phải là chúng ta giàu có giống như người khác, không phải chúng ta thành công một cách gọi là rất là cơ học, tức là giống ai cũng như ai, đúng không ạ? Mà thành công không được đo lường bằng tiêu chuẩn của xã hội, thành công phải được đo lường vào mục tiêu của chính mình nhá. Đây cũng là một cái lời khuyên có dành cho các bạn trước những cái ngưỡng cửa sắp tới các bạn sẽ lựa chọn. Thành công không phải là cái sự đo lường của tiêu chuẩn xã hội. Phải có nhà, có xe, phải nổi tiếng, phải kiếm được nhiều tiền, phải có những công việc mà chúng ta hay nói. Kể cả chúng ta sẽ có những bạn nhé, có bạn là ước mơ những cái công việc là giáo viên, bác sĩ mà người ta vẫn cho là công việc ổn định á. Thì đấy là ước mơ của bạn ấy. Có những bạn mà không ước mơ như vậy thì không có nghĩa là sai, đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta sẽ cần phải phân định rõ cái việc là chúng ta theo cái tiêu chuẩn của xã hội hay là chúng ta sống với chính cái bản thân, mục tiêu của chính mình. Vẽ nên cái chân dung mà mình mong muốn cố gắng để trở thành con người mình ước mơ, trở thành phiên bản tốt nhất của hình mẫu đó. Hình mẫu đó có thể không là bất cứ ai cả. Có những bạn mơ thành Bill Gates, thì đây chính là ước mơ của bạn ấy, bạn sẽ có những cái lộ trình để bạn trở thành. Nhưng đấy là ước mơ của bạn ấy, là mục tiêu của bạn ấy. Nếu các bạn thì ước mơ chả trở thành ai, miễn là bạn sống hạnh phúc, thì đấy chính là ước mơ của bạn đó. Thì đây, và cái việc mà người trẻ cần xác định cái mục tiêu đấy là rất quan trọng. Nếu tất cả bạn trẻ đều có những yêu cầu và áp lực như nhau, vậy thì sẽ chẳng có một bức tranh cuộc sống đa dạng và đầy màu sắc. Cái này thì rất chính xác. Mỗi một bạn trẻ sinh ra đều có những ước mơ, và đặc biệt người ta nói rằng tuổi trẻ là cái tuổi mà có nhiều tham vọng và hoài bão nhất. Và những cái tham vọng hoài bão đấy thì chắc hẳn không phải ai cũng như ai. Vì thế phải giữ được cái mục tiêu, giữ được cái niềm tin và cái ngọn lửa hoài bão của mình. Thì cô nghĩ rằng là trên cái con đường cái tuổi trẻ của chúng ta chắc chắn sẽ có nhiều những cái gặt hái cũng như là những kỷ niệm để chúng ta nhớ về. Thì đấy là một cái đề bài mà cô nghĩ rằng là một số những cái gợi ý của cô có sẽ hỗ trợ các bạn tốt trong việc các bạn triển khai thành một bài viết truyền cảm hứng. Rồi ạ. Một số dẫn chứng thì cô nêu một ví dụ như này. Mỗi tỷ phú hay người thành công họ đều có ước mơ của riêng mình, đúng không ạ? Họ không hề là có cái ước mơ mà nó giống nhau. Không phải tỷ phú ban đầu của mỗi tỷ phú, cô tin rằng họ không phải là ước mơ là họ trở thành tỷ phú đâu, mà họ có một cái ước mơ say mê, một cái niềm say mê đó. Ví dụ như Bill Gates lựa chọn theo đuổi niềm đam mê công nghệ, Jack Ma thì lựa chọn thay đổi cuộc sống của mình từ cái công việc kinh doanh. Hay là cái ước mơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta không phải là người ra đi tìm đường nước, không phải là đợi cái việc là cả nước sẽ tung hô và trở thành một lãnh tụ vĩ đại, mà rõ ràng là xuất phát từ cái việc để giải phóng con người, giải phóng dân tộc khỏi cái cách áp bức, đúng không? Đó đều là những ước mơ khi họ còn trẻ và hiểu được sứ mệnh của họ để thực hiện ước mơ đấy. Các bạn có thể nêu dẫn chứng vào một vài những cái nhân vật để cho thấy rằng ước mơ của họ khác nhau. Ước mơ của họ không hề trùng với cái việc là họ sẽ trở thành người nổi tiếng hay là họ sẽ trở thành những người giàu có, mà họ ước mơ từ cái sở thích, từ cái đam mê, từ cái sứ mệnh của họ dành cho những cái việc mà họ làm. Rồi, kết bài thì các em hãy khái quát lại vấn đề và mở rộng liên hệ bản thân. Vậy thì ước mơ của em là gì? Mục tiêu của em là gì? Em đã bao giờ dừng lại để nhìn xem rằng mình sẽ làm gì để trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của mình hay chưa? Trên đây là toàn bộ cái phần nội dung ôn tập mà cô dành cho các bạn ở trong dừng lại ở chặng giữa học kỳ 1 ở chương 1 và chương 2. Cô Quỳnh Anh sẽ tiếp tục đồng hành với các bạn ở trong chương trình ngữ văn lớp 12 bộ sách Chân trời sáng tạo và những tiết ôn tập tiếp theo. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại các em ở những bài học sau.